Về việc tìm nguyên nhân cá chết hàng loạt tại An Giang, sau khi tiến hành phân tích mẫu nước, Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang xác định nguyên nhân khiến hơn 1.000 tấn cá lồng bè ở huyện Phú Tân của An Giang và Hồng Ngự của Đồng Tháp bị chết đồng loạt là do nhiễm hóa chất công nghiệp. Tuy nhiên, nguyên nhân của việc nhiễm hóa chất này là do đâu thì hiện ngành chức năng tỉnh An Giang vẫn chưa có sự thống nhất trong kết luận. Kết quả trong thành phần nước lấy tại nơi cá chết có gốc nitrit NO2 vượt mức cho phép từ 2,6 đến 11 lần, phosphat BO4 vượt 1,6 lần. Theo Chi cục Bảo vệ Môi trường An Giang, những hóa chất công nghiệp này cùng với lượng tảo phát triển nhiều đã làm hàm lượng oxy hòa tan trong nước giảm xuống, chỉ còn 1,6 đến 2,2 mg trên lít, thấp hơn ngưỡng cho phép các loài thủy sản phát triển được, trung bình 1,5 lần. Qua kết quả là phân tích thì xác định nguyên nhân chết của cá này là do là thiếu cái oxy là cục bộ. Thì cái nguyên nhân mà do thiếu cái oxy cục bộ là do là nhận định ban đầu của Sở Tài nguyên Môi trường là do cái việc nuôi cá này ở cái mật độ cao, tức là cùng một cái trên một cái đoạn sông ngắn mà nuôi cái số lượng rất là lớn. Nó thành ra là dẫn đến cái lượng thức ăn nó cũng nhiều và cái lượng thải từ cá nó cũng là lớn. Thì do vậy mà nó sẽ làm tăng cái lượng hữu cơ trong nước là cái điều kiện để tạo nên cái phu dưỡng. Đó là làm cho cái tảo nó có khả năng nó phát triển và cái tảo này nó tranh giành oxy với cá trong nước. Vì vậy mà nó dẫn đến cái hiện tượng là thiếu oxy cục bộ. Tuy nhiên, Cảnh sát Môi trường An Giang thì vẫn đang tiếp tục điều tra và chưa có kết luận chính thức. Do chưa có sự thống nhất trong kết luận của ngành chức năng, nên người dân rất khó khăn và lúng túng trong xử lý môi trường để tái sản xuất.